ngồi cho em cái quà mới nhé mọi người. Hello Black, Úc và Hạnh khác thường là những thứ khác còn chấm. Diễm ơi, chị Diễm ơi, chị Diễm có người yêu chưa? Chưa. Ai hỏi tôi chưa có người yêu ra không? Cái mắm này. Đó anh chị. Em hỏi em phải được hoa hồng chứ đúng không? Hello anh Hoàng. Em đợi em. Hello anh Cải. Cái đấy thì anh phải đi sang mà hỏi chứ. Hello Phương 2018 ạ. Chào Tèo tên Tí ạ. Phạm Diêm có cần anh Si độc thân làm nóc cho không? Hỏi không thể trả lời bạn. Hello Nhật Anh. Không nghe tin gì không ạ? Chào anh Bảy Mai Đình ạ. Chào Nhã Trúc. Anh là nhấp tay cây. Hello Hải Mai. Hello chú. Hello anh Cốc Chua Hàng Riêu à. Anh cho một cái em động lực cái đó em làm mối cho. Anh mời xem vậy á, sao em biết được? Hello nhà cô. Chào anh Hà. Cảm ơn anh Hà. À, sĩ độc thân mà. Anh ơi, anh sợ nó không biết người ta, anh chưa có người yêu hả? Hello, Phúc Bê ạ. Anh ơi, em cũng chưa nay này. Đi hậu cơ. Đúng rồi đó. Ông sĩ quái. Cảm ơn độc hành ạ. Hello anh Còi. Quê ở Cà Mau nữa. Đi dạ. Hello anh Còi. Con nào để bấm kéo rồi. Hello Hạ Ánh ạ. Em like cả hai gần hơn một tiếng rưỡi rồi chưa nổi 500 xu. Anh Sĩ có biết làm sao? Chết giờ một năm.